Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Game Tổng hợp của mình. Hôm nay mình chơi trò chơi anh công nhân làm đường cao tốc và đây đường rừng đấy mọi người. Nên anh công nhân này đang đi khảo sát này. Và bây giờ mình sẽ ra mình chạy ra để lấy xe nhé. Chạy nhanh chóng hết cả mặt luôn. Rồi công nhân sẽ lấy xe nào để ở đây. Các bạn thấy ở đây khá là nhiều xe. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ chụp một cái hình thumbnail để cho nó làm cái nhà trai cái hình đại diện cho video nhé. Rồi ok, giờ mình sẽ ra cái xe nào được đây. Ồ, không ổn rồi, không biết xe nào đi được. Nó không đánh dấu xe nào để mình vào vào à đây à. Ủa, bay lên trời luôn à? Ủa, nguy hiểm quá. Các bạn thấy không? Sao anh công nhân đáo nhẹ cái là mấy xúc con cỏ bay bay lên trời luôn ta. Rồi đi. Mình sẽ lái cái xe này ra đá để chốc. Rồi ok xuống nào. Anh sẽ ủi này. Anh công nhân này sẽ điều khiển được tất cả các loại xe mọi người. Và bây giờ mình sẽ điều xe ủi. Các bạn thấy xe ủi không? Khá là hầm hố. Nhưng mà nó cua không cua được gấp ra. Sẽ lưng nó lên nha. Khá là màu. Ồ, cái xe cần cẩu mà mình đã lái xe ra đây rồi sao tự dưng lại ra ngoài kia được ra. Cái game này giống như là bị lỗi thật sự rồi. Nhưng không sao, mình vẫn có thể giải quyết được tất cả mọi việc ở trong đây. Các bạn cứ yên tâm với game tổng hợp. Rồi ok, mình xin đã đây nhá. Và đây ông mấy cậu này sao lại ra đây được rồi. Nên đây thế nào. Ô, mình nhảy xuống đây con chèo vào đâu không vào được mọi người ạ. Chết rồi, mình kẹt ở đây rồi. Nhảy lên đi em ơi. Không được, chúng ta phải về home lại thôi. Và xử lý quá kém đến từ đồng chí đâu kiểu này thì ở đây cứ cần mấy khoan rồi. Bụi này cuốc này mình thêm mình chạy ra mấy cậu đi. Mấy này sẽ có đào, sẽ đào á. Kinh. Các bạn thấy chân anh ta đụng vào cái mấy cậu mà nó cộc 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 phát không? Rứt hết cả tai luôn. Và chúng ta sẽ đến cái chị màu đỏ này để làm việc. Mình sẽ phải lùi lại tí. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ phải điều khiển làm sao. Máy này tự đi mọi người ạ. Sao lại kỳ cục thế nhỉ? Mình mới thả ra cái là tự đi luôn. Thắng TT làm việc kiểu này chán quá. Thắng TT ơi. Máy này khá là to thì bây giờ mình cần phải không được, nó trôi xe, nó trôi xe, nó trôi xe, các bạn thấy không? Hình như là không thể là đỗ lại được thì phải. Ở mức nào? Trôi xe kìa. Trời ơi, một bánh của xe thắng cái tệ đã xuống vực rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi.
Bây giờ mình cần phải là cho xe này lên, nhưng mà không thể nào có cách này cho lên được mọi người ạ. Quá phức tạp cho một cuộc làm việc ở trên núi như thế này. Không ổn định được. Cái đấy nó biết dùng vẫn cậu cái gì. Mình sẽ chạy xe lu đi. Đây này, đây là xe ô tô khá là to à mọi người. Rồi, chở đất đi. Các bạn xem video của Game tổng hợp hãy cho mình một like, một share và chia sẻ nhé. Rất là vui được luôn luôn được ủng hộ, được các bạn ủng hộ và luôn luôn được sự quan tâm của các bạn, rất là vui. Game tổng hợp chuyên làm những bộ môn game được sự kết hợp với những loại game thường trực như PUBG và các loại game khác. Đa số là mình sẽ chơi game máy xúc cần cậu. Bạn thấy không? Di chuyển trên đường khá là ok. Nhưng với điều kiện là chắc mình phải làm sao làm được việc kia mới ổn được cái game này. Và bây giờ là anh xe này sẽ đi chở đá đi để xem xét những cái đường ở trên đây xem nó như thế nào. Rồi ok, đường khá là dài, bây giờ chúng ta quay lại nhé. Rồi đi khảo sát là vậy là ok rồi. Núi đi em ơi, núi đi. Xe chở nguyên một khối đá đằng sau khá là to. Vừa thắng TT lái cái máy xúc kia bị lỗi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ về mình làm lại cái vấn đề là cái máy xúc nó sẽ phải cẩu được ở cái phu cái vành mà người ta đã để sẵn đó. Mọi người xem video của mình hãy cho mình một like, một chia sẻ để mình có động lực ra nhiều video hơn nhé. Rất là cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ Game tổng hợp trong thời gian qua. Hả? Gì nữa? Được. Để em chạy đi xuống bạn chắc xuống hai chân cho người ta. Giá hả? Giờ sao đi? Giờ mưa này sợ xuống đấy cũng được cái. Thôi khỏi đi. Nhít bơ rồi coi. Bây giờ đâu mà lấy, em phải về đi đó chứ. Để em, lúc này em không phải đưa ít đồ về cho mẹ thôi. Hả? Rồi, chuẩn bị đến khu vực này rồi. Giờ mình sẽ để tạm vào đây nhé. Nhưng mà mình không hiểu sao là cái xe mà xe cần cẩu kia nó lại trôi được kỳ lạ vậy. Nó trôi kiểu vậy thì mình sẽ không thể làm được. Rồi chúng ta sẽ mình sẽ gieo khoan ở cái lỗ này một khoan thôi. Nếu không được thì đây là một loại hình game khác rồi. Trôi quá. Mình nghĩ ở đây nó có một cái đây này, cái cần để nó đứng lên á. Đây. À đây là quay nhá. Cần này xuống này. Ơi. Có nhà để em chạy về gì nữa đấy. Rồi rồi ok.
Đó, các bạn thấy không? Ơi. nè. Rồi rồi, ok, đi đi, ra đi. Ra bố ra, bây giờ bố ra. Ừ. Rồi, video của mình đã kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Bye bye và hẹn gặp lại.